học tiếng Anh trên Duolingo nữa nè. Hello các bạn, mình đang ở hạng 19 và còn một tiếng nữa thôi. Thì cái cửa này nó sẽ kết thúc. Nếu như mình nằm ở trong top 10 á thì mình sẽ được lên nữa, là lên được Thạch Anh Tím. Trong một tiếng này mình có thể đạt được hạng 10 hay không ha? Và các bạn đón xem nè. Sorry. Không vấn đề gì đâu, Anna. No problem. Anna. I don't know your phone number. Không có xì chỗ nào hết. Tôi không biết số điện thoại của bạn. Phone number, số điện thoại của bạn. Xin lỗi là sorry. No problem. Không vấn đề. Chúng tôi không biết. We don't know. I'm sorry. Tôi xin lỗi. Không vấn đề gì. No problem. Yes, 20 điểm. I don't have your address. Tôi không có địa chỉ của bạn. Không vấn đề gì. No problem. Problem là vấn đề. No problem là không có vấn đề gì. Okay. I don't have her phone number. Tôi không có số điện thoại của cô ấy. Điện thoại của cô ấy. Tôi xin lỗi, tôi không biết. I'm sorry. I don't know. Do they have a new phone number? They have là họ có cái số điện thoại mới phải không? Họ có số điện thoại mới phải không? Bạn biết địa chỉ mới của cô ấy không? Không thì do you know? Địa chỉ mới của cô ấy. Do you know new address? Do you know her new address? Yes. They don't know our new address. Họ không có biết địa chỉ mới của chúng tôi. Họ không biết địa chỉ mới của chúng tôi. Họ không biết địa chỉ mới của chúng tôi. Our new address. Tôi không có số điện thoại của cô ấy. I don't have her phone number. Yes. Tôi không có địa chỉ mới của họ. I don't have our new address. Oh, I don't have their họ mà. I don't have their new address. Tôi không có địa chỉ mới của họ. I don't have their new address. Yeah. Wow. Hoàn thành bài học. 40 điểm, 45 luôn. Tuyệt vời. Huyền thoại. Ok, công việc đi, thi lên. Bắt đầu. Tôi làm việc ở một thành phố lớn. I'm working in a big city. I have a lot of questions. Tôi có rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi bận vào thứ hai. Busy on Monday. Do they work at the hospital? Họ làm việc tại bệnh viện. Họ có làm việc tại bệnh viện không? Họ có làm việc tại bệnh viện không? Ok. Tôi có một buổi họp vào thứ hai. I have a meeting on Monday.
An important job. An important job. Important là quan trọng, một công việc quan trọng. Một công việc quan trọng. Một công việc con. Ôi trời ơi. Họ làm việc ở New York phải không? Today work in New York. I have an important meeting tonight. I have an important meeting tonight. Important meeting, một cái cuộc họp quan trọng. Một buổi họp quan trọng tối nay. Một công việc quan trọng, important job. Bạn có sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt tại chỗ làm không? Do you use English and at work? Do you use English and Vietnamese at work? Thì mình còn sai một câu duy nhất nữa là thôi, là đi luôn đó. Anna and Emma làm việc cùng nhau. Anna and Emma work together. Bạn có nhiều câu hỏi không? Do you have a lot of questions? Chúng tôi có một cuộc hẹn quan trọng vào tối chủ nhật. We have an important meeting on Sunday. Bạn làm việc tại một trường đại học phải không? Do you work at a university? You work at the university. Chúng ta có một cái văn phòng ở New York phải không? Do we have an office in New York? York. Văn phòng ở New York phải không? Nó không có nói city. Chúng tôi không sử dụng internet tại chỗ làm. We don't use internet at the work. Tại chỗ làm. Thử coi, sai là đi luôn. Rồi, at work. Mày quá bậy. At work chứ không phải at the work. Tức quá. Bạn có một buổi họp vào thứ hai phải không? Do you have any? Okay. I use the internet at work. At work. Tôi sử dụng internet tại chỗ làm. Chúng tôi không làm việc cùng nhau. We don't work together. Do they work in New York? Họ làm việc tại New York phải không? Họ làm việc tại một thành phố nhỏ phải không? Nhỏ thì small city. Do they work in small city? Okay. I don't like my job. Tôi không thích cái công việc của tôi. I don't like my job. Bạn dạy học tại một trường đại học không? Do they stick in the university? We have a lot of meetings. Chúng tôi có rất nhiều buổi họp. Họ có một buổi họp quan trọng tối nay. They have an important meeting tonight. Tôi nói tiếng Việt tại một trường đại học. I speak Vietnamese at a university. Yes. Bạn làm việc tại một thành phố lớn phải không? Do you work in a big city? Chúng tôi làm việc cùng nhau tại một bệnh viện. We work together at a hospital. Bạn có một buổi họp tối nay phải không? Do you have a meeting tonight? Hiếu. Bạn có một buổi họp tối nay. Bạn có một buổi họp tối nay phải không? Chúng ta có rất nhiều buổi họp ngày hôm nay phải không? Do we have a lot of meetings today? Bạn sử dụng chiếc máy vi tính này tại chỗ làm không? Bạn có sử dụng chiếc máy vi tính? Do you use computer at work? Chúng ta có một văn phòng ở New York phải không? Do we have an office in New York?
Tôi sử dụng internet tại chỗ làm. I use the internet at work. Work. Vào ngày thứ ba. On Tuesday. Yes. Có được nhiều điểm. Oh, 20. Biết ngàn mới lên được vậy. Lên 14 rồi. Oh. Tiếp tục. Thi tiếp. Bắt đầu thi. Bao nhiêu điểm nè? We have a meeting tonight. 200 điểm. We have a meeting tonight. Chúng tôi có một buổi họp tối nay. Họ làm việc cùng nhau tại nhà hàng. They walk together at a restaurant. An important job. An important job. Một công việc quan trọng. Một công việc nè. Quan trọng. Bạn có thích công việc của bạn không? Do you like your job? Your job. You like your job. In New York. Ở New York. Bạn có một buổi họp tối nay phải không? Do you have a meeting today? Tonight. They don't use Vietnamese at work. They don't use Vietnamese at work. Họ không sử dụng tiếng Việt tại nơi làm việc. Yeah. Tôi dạy tiếng Anh tại một trường đại học. Teach English. At the university. Do they teach at a university? Họ dạy tại một trường đại học phải không? Đại học phải không? Bệnh viện là hospital. Hospital. Do you have a lot of questions? You have a lot of questions. Bạn có nhiều câu hỏi không? Mạng internet thì tiếng Anh của nó là internet. That is my favorite university. That's my favorite university. Đó là trường đại học yêu thích. Đó là trường đại học yêu thích của tôi. Ok. Do they work in New York? They work in New York. Họ họ làm việc tại New York phải không? New York là York mới. Họ làm việc tại New York phải không? Yes. Our meeting is on Monday. Our meeting is on Monday. Tất cuộc họp của chúng ta bắt đầu vào thứ hai. Cuộc họp của chúng ta vào thứ hai thì là vào thứ hai. Yeah. We work together at a hospital. We work together as a doctor. Work together at the hospital. Chúng tôi làm việc cùng nhau tại bệnh viện. Do you work in a big city? Bạn làm việc tại một thành phố lớn phải không? Do you use the internet at work? Do you use the internet at work?
bạn có sử dụng Internet tại chỗ làm việc không? Điểm. Ok. Tiếp tục. Huy lên tiếp. Tôi có rất nhiều câu hỏi. I have a lot of questions. An important job. Một công việc quan trọng. Buổi học của chúng ta vào ngày thứ hai. Our meeting is on Monday. They don't use Vietnamese at work. Họ không sử dụng tiếng Việt tại nơi làm việc. Tôi dạy tiếng Việt tại một trường đại học. I teach Vietnamese at the university. I have a lot of questions. Tôi có rất nhiều câu hỏi. Internet. I use the internet at work. That's work. Tôi sử dụng Internet tại chỗ làm việc. Hospital. At a hospital. At the hospitals. Tại một bệnh viện. I don't like my job. We have a meeting tonight. A meeting tonight. Yeah. In a small city. In a small city. We speak English at work. We have an office in New York. We have an office in New York. Một lần sai nữa thôi là mình mất tất cả đó nha. We have an office in New York. On Sunday. Do you teach English at a university? Do you teach English at a university? Says our university. University. Do you teach English at a university? Yeah. Câu nữa. They work together. Yeah, câu này dài. They work together. Oh my god, sướng, cảm giác lần ranh giữa sự sống và cái chết. Tiếp tục. Ơi, bậy, mình phải thi mới đúng. Bắt đầu thi cấp đầu năm. Thay vì mấy lúc mạng xã hội. I use the internet at work. Tôi sử dụng mạng Internet tại chỗ làm. I have a meeting on Monday. Yeah. Do you have a lot of meetings today? Bạn có rất là nhiều cuộc họp vào ngày hôm nay. Phải không? Yeah. We work together at a hospital.
Yeah. They don't use Vietnamese at work. They don't use Vietnamese at work. Họ không sử dụng tiếng Việt tại nơi làm việc. We have a meeting tonight. We have a meeting tonight. We have a meeting tonight. I teach English at a university. I teach English at university. Tôi dạy tiếng Anh tại một trường đại học. I have a new job. I have a new job. Yeah. An important job. An important job. Một công việc quan trọng. Tôi làm một công việc. Tôi làm việc tại một thành phố lớn. I work in a big city. I work in a big city. Tôi làm việc tại một thành phố lớn. I work in a big city. Tôi có rất nhiều câu hỏi. I have a lot of questions. Tôi dạy tiếng Việt tại một trường đại học. I speak Vietnamese at a university. University. I teach Vietnamese at a university. At a university. Chúng tôi không sử dụng internet tại chỗ làm. We don't use internet at work. Yeah. Chúng tôi bận vào ngày thứ hai. We are busy. We are busy on Monday. Is on Monday. Chúng tôi không nói tiếng Anh tại chỗ làm việc. We don't speak English at work. Yeah. Đó là trường đại học yêu thích của tôi. That is my favorite university. That is my favorite university. Chúng ta có một văn phòng ở New York phải không? Do we have an office in New York? Do we have an office in New York? Yeah. Chúng tôi làm việc cùng nhau tại một bệnh viện. We walk together at the hospital. At the hospital. Yeah. Gì vậy? Bắt đầu. What do you do, Duo? What do you do, Duo? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Duo. Chúng tôi làm việc cùng nhau. We work together. What do you do, Anna? What do you do, Anna? Bạn làm nghề gì? Bạn làm nghề gì? Anna. Oh! Sai. Tại một bệnh viện. At the hospital. Anna and Emma work together. Anna and Emma work together. Làm biết viết tên riêng của mấy này quá. Và Anna. Anna and Emma làm việc cùng nhau. Yeah. Bạn làm nghề gì? What do you do? What do you do? What do you do? I work at a hospital. I work at the hospital. Tôi làm việc tại một bệnh viện. Bạn làm nghề gì hả, Anna? What do you do? Do you do? They work together at a restaurant. They work together at a restaurant. Họ làm việc cùng nhau. Họ làm việc cùng nhau tại một restaurant, tại một nhà hàng. Họ làm việc cùng nhau tại một nhà hàng. Yes.
Emma và Anna làm việc cùng nhau. Anna. And Emma work together. Work together. What do you do, Ben? What do you do, Ben? Ben làm nghề gì hả? Ben. Anna và Emma làm việc tại một bệnh viện. Anna and Emma work at a hospital. Yes. What do you do? What do you do? Bạn làm nghề gì? Chúng tôi không làm việc cùng nhau. We don't work. We don't work together. We don't work, work together. Do they work at a hospital? Do they work at a hospital? Do they work at the hospital? Họ làm việc tại bệnh viện. Họ làm việc tại bệnh viện, phải không? Họ làm việc cùng nhau tại nhà hàng. They work together. They work together at the restaurant. At the restaurant. Yes. Họ làm việc tại một bệnh viện. Họ có làm việc tại một bệnh viện không? Do they work at the hospital? What do you do, Anna? What do you do, Anna? Bạn làm nghề gì hả? Anna. Yeah. Bụng lầm. Bắt đầu luôn. An important job. An important job. Một công việc quan trọng. Họ làm việc tại một ngân hàng. Tôi làm việc tại một ngân hàng. I work at a bank. Okay, tôi làm việc tại một ngân hàng. I work at a bank. An important meeting. Một cuộc họp quan trọng. Tôi có một công việc mới. I have a new job. New job. Do your parents work at a bank? Do your parents work at a bank? Ba mẹ của bạn làm việc tại ngân hàng. Làm việc tại một ngân hàng. Phải không? Yes. Chúng tôi có một văn phòng lớn. Chúng tôi có một văn phòng lớn là we have a big. Chúng tôi có một văn phòng lớn. We have a big big office. We have a big office. Chúng tôi có một văn phòng lớn. I work at a bank. Tôi làm việc tại một ngân hàng. Chúng tôi có rất nhiều buổi họp. We have a lot of. Qua trước đi Hiếu, anh học cái anh qua liền. We have a lot of meetings. Chúng tôi có rất nhiều buổi họp. I have a new job. Tôi có một
Công việc mới. Tôi có một công việc mới. I have a new job. Tôi có một công việc mới. Một công việc quan trọng. An important job. I have a lot of questions. I have a lot of questions. Tôi có rất nhiều câu hỏi. Tôi không làm việc tại một ngân hàng. Tôi làm việc tại nhà hàng. I don't work at a bank. I work at a restaurant. Yes. We have two new offices. We have two new offices. Chúng tôi có have two offices. Chúng tôi có hai cái văn phòng mới. Chúng tôi có hai văn phòng mới. Bạn có rất nhiều buổi họp ngày hôm nay phải không? Do you have a lot of meetings? Do you have a lot of meetings? Do you have a lot of meetings today? Yes. Do we have a new office? Do we have a new office? Chúng tôi có một văn phòng mới phải không? Chúng tôi có một văn phòng mới phải không? Chúng ta có rất nhiều buổi họp ngày hôm nay phải không? Do we have a lot of meetings today? Hôm nay phải không? Chúng ta có rất nhiều buổi họp ngày hôm nay phải không? We have a lot of meetings today. Chúng tôi có hai văn phòng mới. We have two new offices. Yes. Ta đã, và cuối cùng á là mình cũng xong rồi nè. Giờ mình đã lên được top 10. Còn 26 phút nữa là hết cái đoạn này, nhưng mà mình chắc chắn là mình sẽ lọt trong top 10 Thạch Anh Tím. Dạ, các bạn hãy coi này nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình đi nha. Đó là giờ mình đã đạt đến giải đấu Thạch Anh Tím rồi nè. Đây, chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thôi các bạn. Tiếp tục. Mình chưa học bài nào hết. Nếu mà mình học thì bắt đầu mình sẽ vô các bạn xếp hạng tiếp. Hẹn các bạn tuần sau nha. Cuối tuần sau thì mình sẽ mở thêm cái hạng ở cái bên là, ở trên Thạch Anh Tím, xem nó là cái gì ha. Hello, xin chào các bạn. Do bao nỗ lực thì mình đã được thăng hạng lên Thạch Anh Tím rồi.